cái rắc cái khi mình làm nồi gió cho nó đĩa rồi xong hết. Đi năm sáu chục cái nó rè thắng đĩa thì mình rà tháng sau cái nó im nó không kêu nữa. Cái nồi zin nó thì nó lên tới đây thôi, nó kêu cọc 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 rung ở đầu nữa. Mình làm mà khắc phục hết mấy cái lỗi này luôn nha. Ok, đây là BCX S Center, mình làm đầy đủ ha. Đi lăn cái thắt ba trăm mình nó làm đầy đủ nha. Đây hai bộ nồi BCX và SH 150. Khi mình làm nồi lên xong đó, thay bánh mì bẻ độ vớt nó mở cái tua lên đây này. Còn zin nó hồi nãy nó lên tới đây rồi, nó giới hạn rồi. Làm bố và sò chuông đó, làm đầy đủ hết. Thay cái lọc gió đồ chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn nha. Còn lọc gió zin nó chạy thời gian rồi, nó ngọt, nó không ngon rồi. Bây giờ mình ấp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt như thế nào nha. Làm thay bánh bi vẽ đồ hết luôn. Ok, với lại xe này mình làm cái thắng đĩa luôn, thắng dầu luôn, cái nó cứng rồi nè. Nó hơi nó bị rè rè rè, anh em gà thắng cái nó hết, nhưng mà buông ra ngâm ra năm sáu chục là nó rè. Đây cái thắt quyền đây mình làm nồi làm theo dầu thắng đĩa thay lọc gió khắc phục mấy cái lỗi luôn. Anh rồi nó mở tôi anh em rồi. Ý nó hay bị lắm, có đĩa sau á nó bị chặn là nó mở cái tua lên đây luôn, còn kia nó lên tới đây. Rồi nắp nồi vô mình test thử chạy cho anh em coi nha.
một cái lỗi rè hơn nữa không? Center BCX Ít Hắc Việt Ít Đỗ. Mình có làm đầy đủ nha anh em. Đây nhà làm số xe nữa nè. Rồi cố gắng xong xe cho anh em nha. Rồi tiếp tục công việc của anh em nha. Quay y nè. Đẹp ra dít. Bích bà mới sơn. Bà 350 loại bô gió 350 là 300 là pha xe rồi. Đầy đủ hết nha. Con số xe cũng đang làm, đang dọn. Oh,